miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung mưa lớn dài ngày. Hôm nay, ngày 27 tháng 2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục thời tiết rét khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa cục bộ có mưa lớn, Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng. Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15 độ, vùng núi 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở miền Bắc, trong đó từ 1/3, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở đây. Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc 3 đến 4, riêng vùng ven biển cấp 4 đến 5, có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Dự báo mưa lớn ở các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng kéo dài đến hết ngày mai, ngày 28 tháng 2. Từ đêm mai đến ngày 4 tháng 3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Riêng miền Đông 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Chỉ số tia UV cực đại ở Nam Bộ hôm nay duy trì ở ngưỡng gây hại rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.